Mỗi khi mình được hỏi về những nhà hàng buffet có view đẹp mà giá lại không quá cao tại Sài Gòn, thì thường mình sẽ gợi ý tới Liberty Riverside, một nhà hàng tầm trung, chuyên phục vụ buffet hải sản cũng như cái món kết hợp giữa hai nền ẩm thực Á-Âu. Và nếu xét về thời điểm 10 năm trước thì chắc là không có ai không biết Liberty bởi cái vị trí quá đắc địa của nhà hàng, nhìn thẳng ra bến Bạch Đằng. Còn bây giờ thì như thế nào, phong độ ra sao? Mình sẽ mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Và thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Mình đang di chuyển gần tới khách sạn Liberty Central Riverside, nằm ở số 17 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Có một sự cố nhỏ làm tụi mình đi hơi trễ so với mọi khi là bác tài dựa theo thói quen đã chở tụi mình đi nhầm sang bên Liberty City Point các bạn. Dù là mình đã ghi rõ địa chỉ trên app nên thành ra nếu có tính đặt xe tới đây thì mọi người nhớ lưu ý lại một lần nữa với các bác tài xế nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong, bấm thang máy lên tầng 1. Chúng ta sẽ đến với nhà hàng Central, một nhà hàng buffet hải sản nằm bên trong khách sạn 4 sao được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2013. Do là tụi mình có đặt trước và được yêu cầu về chỗ ngồi nên dù là tới trễ một chút, các bạn vẫn set up cho mình một chỗ ngồi ưng ý với các dụng cụ ăn uống, khăn ăn, nước rửa tay được bày trí gọn gàng và nhanh chóng. View này phải nói là rất đẹp và lãng mạn luôn các bạn. Vừa có thể bao quát được đường phố trung tâm mà còn có thể ngắm nhìn được khu vực công viên hay những chiếc du thuyền đang di chuyển trên sông Bạch Đằng. Còn về mặt không gian thì mình thấy không có gì nổi trội, cũng như những nhà hàng buffet khác có cùng phân khúc với tông đèn vàng, sàn gỗ, bàn ghế thì được sắp xếp cách xa nhau nhưng hình như là không có theo một thứ tự nhất định. Đi sâu hơn vào quầy buffet line thì mình thấy nó hơi bị phân mảng một chút do hai cái cột trụ quá lớn ở phía trước làm người ăn có cảm giác bị eo hẹp. Dù rằng số lượng món tại đây là không dưới 60 món với khoảng 8 quầy khác nhau, và quầy đầu tiên chính là sashimi và sushi. Sashimi thì mình thấy nhà hàng có hàu sống, cá hồi, cá ngừ, cá chẽm và bạch tuộc. Cá hồi ở đây cũng được chia làm hai phần nha, phần bụng và nạc riêng, và phần còn lại sẽ là các loại nước chấm, gừng hồng, củ cải vàng và wasabi. Đối diện với quầy đồ Nhật chính là quầy khai vị. Tại quầy này mình có thể tìm thấy các món gỏi của Việt Nam, Thái Lan như gỏi cuốn, gỏi tiên vua, gỏi đu đủ. Đi cùng là một số món ăn kết hợp từ nền ẩm thực phương Tây như thịt heo muối cuộn dưa lưới, vẹm xanh sốt cocktail và một số loại pate thịt nguội sông khói để ăn chung với các loại sốt, phô mai và các loại hoa quả ngâm chua. Thường thì quầy này họ sẽ để cùng với lai bánh mì, nhưng ở đây bánh mì họ lại để riêng các bạn. Chuyển sang các món ăn chế biến sẵn thì mình thấy cũng không được nhiều lắm, chỉ tầm 12 món, nhưng toàn là những món ở đâu cũng thấy như mì xào, nuôi xào, xương hầm, bò hầm, cơm chiên hay súp cua, chứ cũng không có gì đặc sắc. Thực sự mà nói, đối với phân khúc từ 4 sao trở lên hoặc là giá vé trên 600.000 thì mình nghĩ là độ đa dạng, thậm chí là cái yếu tố độc đáo trong cách trình bày cần phải được chú trọng hơn. Nhưng quầy nóng tại Liberty lại chưa thể hiện được điều đó, mà nó tạo cho mình cái liên tưởng như là mình đang xuyên không về thời điểm 10-15 năm trước, khi mà cái loại hình buffet mới bắt đầu chớm nở tại các nhà hàng, khách sạn của Sài Gòn như Dình Ký hay là Gánh của Bông Sen. Nói chung là nhìn nó hoài cổ lắm các bạn, hoài cổ tới nỗi mà mình cũng không biết ăn gì sau khi đi hết cái quầy này luôn. Và dãy trong cùng chính là khu vực bếp chính. Ở đây các anh chị trong bếp sẽ trình bày và chế biến tại chỗ các món ăn nóng như lẩu thái và quầy BBQ, bao gồm vịt quay, heo quay, hàu nướng, sò nướng và thăn bò nướng. Tại mỗi món ăn thì bếp họ cũng sẽ để sẵn từng loại sốt chấm tương ứng kế bên, nên chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết được món nào đi với sốt nào cực kỳ dễ dàng. Quầy hải sản ướp đá và tươi sống thì cũng được để ngay bên cạnh với khoảng 5 loại khác nhau. Mình thấy có tôm hùm, cua sống, tôm càng, vẹm và ốc bu. Tất cả sẽ được nhà hàng chế biến theo kiểu hấp và luộc xả. Nhưng riêng tôm hùm là mình có thể yêu cầu nướng mọi, nướng sa tế và bơ tỏi. Tuy nhiên không có nướng phô mai các bạn nha. À mà cua và tôm càng thì sẽ được nhà hàng làm thêm rang me và rang muối nữa. Chúng ta có thể lấy trực tiếp ngay tại cái quầy nhỏ nhỏ này đây. Được đặt trước quầy hải sản, kế bên quầy tráng miệng và được xếp chung với hai khay ốc luộc, vẹm luộc, cua hấp và tôm càng hấp. Quầy cuối cùng là quầy tráng miệng thì mình thấy cũng khá đơn giản. Cơ bản sẽ có 4 loại chè, bánh ngọt, trái cây và kem. Trong đó đa phần là các loại chè bánh của Việt Nam. Bánh ngọt kiểu Âu thì mình thấy hầu như là khá ít và trang trí cũng không được bắt mắt cho lắm. Dù rằng là họ có đầu tư hẳn một cái mô hình trang trí Noel nhưng cảm giác nó cứ bị rời rạc chắp vá và không có sự liên kết tự nhiên. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bữa tối ngày hôm nay với 3 phần ăn khác nhau là sashimi, gỏi cuốn Việt Nam, vẹm cocktail và một chén súp bào ngư tiềm xăm Hoa Kỳ được nhà hàng khuyến mãi trong tháng 12. Các bạn thấy là hình minh họa họ làm đẹp ghê chưa? Và trở lại với đĩa sashimi thì mình cũng đã thử qua hết 4 loại là cá chẽm, cá ngừ, cá hồi và bạch tuộc. Về độ tươi của cả 4 loại này mình đánh giá là ở mức khá cao, không có gì để chê. Các miếng cá được cắt lát đẹp, có độ dày mỏng được phân theo từng loại cá khá là hợp lý. Trong đó cá hồi là mình đánh giá cao nhất bởi cái chất béo ngọt, dẻo dai và mướt mát khi nhai.
chấm chung với nước tương và wasabi cũng không bị quá mặn hay quá nồng. Sushi thì mình cũng có lấy thử một miếng cơm cuộn, được cuộn khá chặt với bán kính đều, nhưng bên trong chủ yếu chỉ có thanh cua và rau củ, nhưng phần gạo thì rất ngon, gạo dẻo và có một độ nở tốt chứ không bị bết hay vón cục. Chuyển sang gỏi cuốn tôm thịt cũng là món ngoan Việt Nam mà mình yêu thích, được ăn cùng với tương đen nhưng thiếu đậu phộng và ớt băm. Nhân thịt và tôm nhiều, được cắt lát dày nhưng hương vị của hẹ và rau thơm tỷ lệ còn khá ít. Bún thì lại cho quá đầy nên khiến cho món ăn chưa thể hiện được hết cái thơm ngọt cũng như độ mặn mà đặc trưng của món ăn Nam Bộ. Thịt muối cuộn dưa lưới và vẹm số cocktail mình ăn thấy cũng khá là miệng nhưng ngon, đặc biệt là phần thịt cuộn dưa lưới với cái độ mặn sâu, thơm tiêu, béo béo đi cùng với cái tính ngọt mát từ dưa lưới, ăn nó kiểu vừa tung vừa hứng khá hay. Vẹm số cocktail cũng là một món ăn khiến mình dễ chịu với cái hương vị trái cây và rau thơm được băm nhỏ trộn cùng với sốt mayonnaise. Dù nguyên liệu chính là vẹm không được tươi cho lắm, nhưng cái chất sốt đã giúp cho món ăn tổng thể được tươi hơn, ngọt hơn và kích thích vị giác hơn khá nhiều. Còn đây là bào ngư tiềm xăm Hoa Kỳ, thành phần nguyên liệu chủ yếu có nấm đông cô, bào ngư, táo tàu và kỷ tử. Nước dùng thì trong, nhưng mùi vị hoàn toàn là mùi vị của thuốc bắc, chứ không phải là cái chất ngọt thanh mà mình đã từng ăn ở nhiều nơi khác. Nói chung là tùy gu, ai mà thích cái hương thơm thảo mộc thì có thể sẽ ưng cái chất nước dùng ở đây hơn. Còn về chất lượng nguyên liệu thì mình thấy bình thường, cơ bản nó cũng chỉ dừng lại ở một món ăn khuyến mãi chứ cũng không thể nào đòi hỏi cao hơn. Đi sâu vào các món chính, mình có thử tiếp một số món ăn như hàu và sò nướng. Trên tay mình đang là một con hàu nướng phô mai với tỷ lệ hàu so với phô mai là 6-4, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Hàu thì tươi nha, ngọt chứ không bị tanh. Phô mai cũng được nướng đúng độ, thơm sữa, ít béo và cấp ẩm vừa đủ cho cái chất ngọt tự nhiên bên trong con hàu. So dẻo nướng mỡ hành thì không được tươi cho lắm, ăn bị bở và khô nên mình sẽ không đánh giá thêm. Còn sườn quay, vịt quay hay súp hải sản nhìn chung là không tệ các bạn, nhưng nói ngon để mà khen mà nhớ thì chưa tới. Đơn cử như chén súp này đây, hình thức thì khá ổn, nhân nhiều nhưng bếp họ làm quá sánh dẫn tới việc ăn bị dính miệng, dính muỗng khá là khó chịu và màu ngán. Tiếp tục với phần nguyên liệu giá trị hơn như tôm hùm nướng mọi, nướng bơ tỏi và sa tế, có một điều mình hơi thắc mắc là thời gian chế biến tôm hùm ở đây hơi bị lâu nha, phải hơn 20 phút thì phần ăn của mình mới được đem ra, trong khi số lượng thực khách hôm nay cũng không nhiều. Tôm hùm thì cũng không được to cho lắm, size này theo mình ước lượng chắc khoảng 3-4 con một ký, tuy nhỏ nhưng thịt rất chắc, bám chặt vỏ. Đối với phương pháp nướng mọi thì mình sẽ cảm nhận được thêm cái hương thơm từ vỏ tôm nướng rất là lôi cuốn. Thịt nhìn chung là chất lượng các bạn, độ dai, độ chắc và độ ngọt thịt tự nhiên theo mình là ở mức 8 điểm, chấm với mua ớt xanh được nhà hàng pha theo kiểu chua ít ngọt nhiều, khá hợp với khẩu vị của người miền Nam. Còn lại là hai phần tôm nướng sa tế và bơ tỏi thì mình thích ăn bơ tỏi hơn, do nướng sa tế nhà hàng nướng hơi khô và nồng ớt. Với mình, nướng bơ tỏi là ngon nhất vì mùi tỏi được bếp tẩm vào rất nhẹ nhàng, bơ lại không bị mặn và béo nên khi ăn, ngoài hương thơm của bơ tỏi, mình vẫn có thể cảm nhận được sự hòa quyện dịu dàng từ vị ngọt của phần thịt tôm. Còn đây là đĩa hải sản được chế biến tổng hợp ha, mỗi thứ mình lấy chừng 1-2 con, vừa sức ăn chứ không nhiều, có tôm càng rang muối, tôm càng rang me, cua rang me, rồi tới cua hấp, tôm càng hấp, với một vài con vẹm và ốc bu luộc sả. Trong đó mình thích nhất là cái món rang me và rang muối của nhà hàng, phải nói là cái cách nêm nếm ở đây rất giống với nhà mình. Rang muối thì nó thơm thơm, mặn mặn, mà rang me thì nó chua chua, ngọt hậu, khá đậm đà. Chất lượng tôm càng thì mình đánh giá là bình thường, độ chắc và độ dai là có nhưng độ ẩm thì chưa cao, nó thiếu một chút độ ẩm. Không chỉ ở các món rang khô mà tôm càng hấp cũng bị thiếu ẩm luôn, nên mình ăn rang me và rang muối thì nó sẽ đỡ nhàm chán hơn. Cua hấp hay cua rang me cũng vậy, có chất lượng khá, sốt ngon. Chất thịt bên trong con cua có độ ngọt vừa, đầy đặn, mình ăn tổng cộng là 2,5 con và không có con nào bị ớt, khá tốt. Nhưng riêng đối với vẹm và ốc bu thì chỉ ở mức trung bình nha, chưa được tươi và ngọt thịt cho lắm ở cả hai nguyên liệu. Những món ăn còn lại, mình quyết định ăn thử cơm chiên Phúc Kiến và một số loại chả, pate vì nghe bạn cái bên khen cơm chiên Phúc Kiến ngon các bạn, mà công nhận là ngon thiệt. Hạt gạo họ chiên nó tơi nhưng vẫn có độ dẻo tự nhiên, đi cùng là cái hương thơm của xì dầu, hành và nấm, mình ăn có thể nói là liên tục luôn, rất ngon. Còn các loại chả, pate hay xúc xích tỏi thì cũng như những nơi khác thôi, ăn hay không ăn cũng được. Và cuối cùng là những món tráng miệng, mình có lấy kem, bánh khoai mì, bánh mousse cam và bánh khoai môn. Trong đó bánh khoai mì là mình đánh giá cao nhất, được nướng dẻo mềm và siêu thơm. Các loại bánh ngọt hay kem thì mình xin phép tóm gọn là bình thường, kem ăn không thơm và đóng tuyết hơi nhiều. Và kết lại, buffet tại khách sạn Liberty Riverside đã đem đến cho mình một trải nghiệm tuyệt vời về mặt không gian với tầm nhìn thoáng, view đẹp và cực kỳ lãng mạn về đêm. Đây có thể xem là một lợi thế độc quyền mà không phải nhà hàng khách sạn nào cũng có được ở Sài Gòn. Tuy nhiên về mặt đồ ăn mình vẫn muốn nó phong phú hơn một chút, sắp xếp cho nó bắt mắt hơn một chút, chứ hiện tại Liberty vẫn đang tạo cho mình cảm giác là Liberty của 5-6 năm về trước.
Không có gì cải tiến hay đột phá để khiến cho mình trầm trồ và bất ngờ khi trở lại. Nhân viên thì dễ thương nha, dù là bếp chế biến hải sản hơi chậm nhưng các bạn vẫn luôn quan tâm và hỗ trợ khách hàng một cách tỉ mỉ, kịp thời. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất, review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại!